ai có nhu cầu mua nick liên quân Free Fire, quân huy giá rẻ kèm nhiều vòng quay lật thẻ may mắn thì ghé shop.star.com, ở đây cái quần quay gì cũng có. Nhớ vào đúng đường link bên dưới phần mô tả nhé. Trận này thì bạn số 5 đáng ra chọn xạ thủ, nhưng thế ngộ không tìm mình bảo bên kia có thằng mắc sợ phế, cho nên thay vì chọn AD, bạn ấy pick Aleister luôn, còn chốt thêm một câu là mắc tuổi, thế là team mình không cần AD luôn. Vô trận thì mình phải thay lời Aleister muốn nói để cho mắc nó chăm sóc. Chọn xong cả 7749 ngày rồi mà quy team mình giờ mới nhận ra không có AD. Không biết nhà dùng mạng gì mà lốt chậm thế. Team mà không có AD thì khó ép trụ, vì tầm đánh ngắn nếu team bạn dọn lính nhanh thì không ăn trụ được. Chứ mấy đội hình mà chọn nhiều đấu sĩ sát thủ kèm một pháp sư dọn lính nhanh thì đôi khi chả cần AD chơi cũng ngon lắm. Còn vấn đề chọn Aleister hay Azum thì nhớ team mình phải có tướng dồn đêm, để khi chói lại phải đủ sức đập team bạn chết, chứ chói xong cả bầy dồn không chết thì chả có ích lợi gì. Trận này thì team mình có Natalia dồn sát thương thuộc loại ghê nhất nên không phải lo, còn Quy cũng mạnh. Cuối trận thì có Ngộ Không, Natalia với Aleister cũng thuộc loại tướng dọn lính nhanh kèm tầm xa nên thủ trụ ép trụ cũng ổn, với lại không bị ép đường rồng là yên tâm rồi. Mà thôi quay lại trận đấu nhé, nãy sắp chết mà bị thằng mắc nó dí điện cánh ngòm luôn, chiêu của thằng mắc khi đánh vào mình nó sẽ còn tồn tại tích điện, hiểu sơ như độc của manga vậy. Với lại nội tại giảm hồi máu của tích điện này như sách truy hồn hay đao truy hồn nên chơi mắc không cần lên đao nhé, vì nó không cộng dồn. Mấy bạn chơi Aleister thì đầu game lên cho nó tầm 20% hồi chiêu sớm để tạo lợi thế, đi mid hay đi support gì cũng nên lên hồi chiêu để có chiêu cuối chói liên tục. Nhìn thì Aleister sợ vậy thôi chứ lúc chói mà không ai đánh hoặc hết chói thì chả khác nào còn lính, phế lòi luôn. Quan trọng là ở team, nó hỗ trợ team tốt nhưng cũng cần được team hỗ trợ, không như mấy tướng khác có thể tự lo. Mọi người chơi game mà có bạn bè thì một đứa cầm Natalia, một đứa cầm Veja hoặc Aleister thì hợp tác với nhau dễ win lắm. Đi bắt lẻ thì khỏi phải chạy luôn, ép sớm đầu game có lợi thế là win nhanh được. Do mình không có bạn bè họ hàng thân thích nên không có ai chơi. Nhìn cái cảnh đứa chói đứa xịt chiêu hoặc đứa hôn gió đứa xịt thì khó mà thoát chết. Hồi chiêu rồi thì lại có mạng. Sao đỡ được? Sao đỡ được? Sao đỡ được? Sao đỡ được? Tốc độ hồi chiêu khi có bùa xanh thì hiếm có tướng nào qua, vì vừa mạnh mà vừa liên tục. Con mụ vây ra núp ở đây làm mình trượt chiêu, vì mỗi thằng mắc bị trói đa số ai cũng bấm auto chứ chả cần định hướng làm gì, mà con mụ này hiện ra làm lệch hướng. Thế mà nó biết yếu máu quay lại ăn kìa, ghê gớm. Đây biến về nhà cái là gáy, mà công nhận mắc gặp Aleister hay Agum thì hơi chán, nhất là Aleister nó có tầm chói xa, ví dụ lúc bay ngang trước mặt nó túm cổ được luôn. Trong liên quân thì một giây thôi đã đủ làm mọi thứ, chuyện mà nó chói hình như 3 giây thì còn gì nữa đâu. Thời tướng còn ít chơi nó cũng nhiều nay ít chơi quên, không biết nó chói được bao nhiêu lâu, mấy bạn thông cảm vào đọc lại giúp mình. Muốn mắc bay không chết thì mấy bạn phải lên mặt nạ Bezit nhé. Lúc nó sắp đâm vào thì bật ulti để khỏi bị khống chế, sau đó dùng chiêu. Đầu game thì may ra chết hoặc lúc hết máu mới chết chứ cuối game không sợ đâu, với lại sợ nhiều thằng thừa thế bay vào nữa. Mình chơi mà nick của mấy bạn tên khác thì khỏe, bên kia không để ý nên thích làm gì làm, đánh đấm công bằng, chứ chơi nick tên này hay bị họ chăm.
như thằng chọn mắc bay vào thằng, thì Quillen theo sau, thằng thì ra ta đệm thêm miếng sát thương. Ba bốn thằng cứ đẻ bắt thì sao không chết, xong lại lên TikTok bảo Trâm Anh bị tao hành, Tozo còn chết chứ Trâm Anh. Nhưng mà nếu team chơi hay thì bị ép đường này họ đầy đường khác là team nó tự khắc bị phân tán, chứ suốt ngày chạy theo team họ thì cả trận mình vẫn vào thế bị động. Tội mắc bay tới thì Alester nhảy hàng rào chạy thế là cũng không bắt được. Cấu rỉa liên tục cho họ ít máu lúc họ chạy thì mình dùng chiêu 3. Nếu mình dùng sớm sợ trượt sẽ không đủ sát thương. Chỉ bằng tỏ ra hiền hậu để họ không đề phòng rồi xuất chiêu thì sao mà đỡ được. Chơi game hai đứa to xác ức hiếp mình. Lâu rồi chưa kêu gọi mọi người follow TikTok thì nay xin tiếp nhé. Mấy bạn lên TikTok gõ Trâm Anh 5 phút sẽ ra kênh của mình. Ở đó đăng những video ngắn nhưng rất là hấp dẫn. Mà nếu ai chưa tải app TikTok hoặc dùng máy tính TV thì lên Google gõ TikTok Trâm Anh 5 phút cũng ra kênh mình. Nhớ là thêm chữ TikTok vào nhé, chứ không ra cái khác mình không chịu trách nhiệm đâu. Ham kêu gọi follow thì bị bụ vây ra chơi lén cú đau đớn. Nếu thua thì chắc giờ này đang chửi nhau, đổ lỗi đổ trách nhiệm, rồi rút kinh nghiệm còn khi thắng sẽ tranh giành công lao với nhau. Đấy là xã hội và Trâm Anh là người đóng vai ác. Tố cáo AD với, thôi bạn ơi, dù là team nào cũng nên cấm ESU, vì chơi hay thì ít mà giờ thì nhiều, đánh nhau thì ít mà dặn thì nhiều, bắn trúng thì ít mà bắn trượt thì nhiều, có ESU win thì ít mà thua thì nhiều, cho nên không nên khóc mà khi đã cho phép họ chơi thì hãy chấp nhận điều đó. Cảm ơn mọi người đã xem, ai chưa đăng ký thì cho mình xin một lượt nhé. Cảm ơn ạ.